Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình cho chuẩn bị đang cho cá ăn là bo bo đông lạnh các bạn. Mình ngâm ở dưới rồi. Còn bên đây mình quay cho các bạn xem. Hồi sáng giờ mình mới sơn cái giàn hồ này để mình nuôi cá con các bạn. Mới làm cái giàn hồ này. Đây này, bên đây mình sử dụng thùng mót nhỏ ha. Đây là thùng mót kích thước nhỏ để nuôi cá con thôi các bạn. Đó, như đây là khoảng 40 thùng. Đó, đây là mình đang ngâm đá đông vũ với cái mấy cái viên sỏi này nè. Mình ngâm thuốc tím cái nó bị màu này luôn, nó không còn màu trắng nữa ha. Ok, thì bây giờ mình đi xuống dưới thôi, đi xuống dưới mình cho cá ăn thôi các bạn. Đó, cái ghệ này thì kích thước của nó cũng có tầm 2 mét thôi các bạn. 2m 80 hay 2m để được 40 hồ. Mình cố gắng sắp xếp để được 40 hồ ha bạn. Để mình làm xong rồi mình quay cho các bạn xem. Họ cái này rất là đẹp. Ở ngoài đây thì mình đang ngâm bo bo đông lạnh ha bạn. Ở đây thì nó có một bầy view và nó đẻ cá con nữa các bạn. Chưa vớt cái luôn nè. Đó. Này là view super sọt. Sọt với super sọt luôn. Ui. Này thì cá nó tơ hơn tí, mình sẽ cho mấy bạn này nó ăn. Có HB ngoài kia nữa các bạn, rất là đông luôn. Đây nè, bo bo của mình nè. Cái cục bo bo này mình cho nó ăn được 2 ngày rồi, nó sắp được 2 lần chứ. Mình bỏ vô cái thau này, lấy nước ra. Ngụy lên cho nó xúc da bớt các bạn. Cá quá trời ha. Cái hùng này khoảng 50-60 con luôn các bạn. Gen này rất là tốt ha. Nó lên đầu như 100% luôn, không có con nào bị mít đầu ha. Còn nhầm cái mình mua về á, nó bị mít đầu hết các bạn. Nhìn rất là đã luôn, nó đang đói đúng không ạ? Buổi sáng này hôm nay chưa có cho nó ăn. Bên đây nữa nè. Bên đây nuôi ít nước nó trong hơn các bạn. Không mấy cá con, nó dí cá con luôn rồi. Để mình làm hồ xong mình mới tách ra được, rồi hết hồ bỏ rồi. Bên đây là cá bự. Đây là, nhìn bầy này quá đã luôn. Hôm nay cho ăn cám không nó quá nó là nhỏ. Ở ngoài kia mình có mấy bầy HB nữa. Ồ, đặc biệt cho bạn xem mấy hồ này. Này là blue to bát ri bông. Máy rất là nhiều các bạn. Rất là đông. Mình mới dồn hồ lại. Nè, trong đây là cá ấy nè. Cá nó đã bụng to đùng luôn. Đó. Ok, để mình dọn dẹp mấy cái hồ mình làm thêm nữa xong rồi cái mình quay cho các bạn xem. Và sẽ có một ngày là mình sell cá nữa ha các bạn. Sell blue to bass này luôn. Này là blue to bass ri bông tai bê bướm, mình chưa có lựa ha. Còn win yên luôn nè. Hôm nay nè, mà nuôi đây thì mình quay nó không có đẹp, không được đẹp lắm. Mình cũng rất thích bầy này, tại vì nuôi thùng xốp mà nuôi bầy này nó nhìn nó đỏ rất là đã. Đó. Trong khi chờ đợi á, thì mình quay cho các bạn xem, chờ cho cái này nó tan ra nè các bạn. Đó. Giờ thì mình đổ ra, cái này là cách cho ăn bo bo lòng lạnh các bạn ơi mình ha. Đó, bây giờ mình sẽ đi cho ăn một số bạn trước xong rồi quay lại lấy thêm ha. Đây, xài ống này
Các bạn cho ăn cái này lưu ý là cá nó ăn sẽ không hết, các bạn nhớ cho ăn vừa thấy nó ăn hết đó, thì mình bỏ vô thêm, đừng có cho ăn nhiều dư quá là nó không ăn hết ha. Đó, cá rất là khỏe, buổi sáng thì quay video nó hơi ồn tí ha, các bạn thông cảm xem video cho mình ha. Đó, còn bên đây thì nó bu đông nghẹt luôn các bạn, quá đã luôn nè. Để quay cao mình quay xem. Đó, nhìn hai bầy này rất là đã, giờ thì mình bỏ thêm một tí nữa. Và tới bên đây, ở bên đây thì đèn này nó đánh thì nhìn nó không có đã lắm, nhưng mà con máy rất là đẹp, rất là cú nụ luôn hả các bạn. Bên đây là để mình lấy cái này theo, nè đậu xanh nè, rất là to luôn. Đây là bầy cá con, bỏ miếng thôi. Này là rồng đỏ BDS hắc muôn các bạn, đen thui thui lùi luôn. Đây này cá tính lắm, mình nhìn không đã hả, mà nó rất là dạng. Ở ngoài kia thì mình nuôi mấy bầy nó nhiều, đây bầy này rất là đông luôn. Bầy đông thì mình cho nó hai ống ha các bạn, mình thấy nó ăn hết rồi mình mới cho tiếp, chứ để bo bo đông lạnh chứ không phải như là bo bo kia thì nó còn sống còn bơi lội được, còn bo bo này nó bị thối nước luôn các bạn, để qua một khoảng 6 tiếng là nước nó hư luôn, nó sẽ gây chết cá sẽ bị bệnh ha các bạn. Nè, này là bầy cá tạp của mình nè, mấy cá nhiễm mình bỏ vô đây. Rất là đẹp ha. Có mấy con máy Bluetooth bắt riêu bông bữa mình bỏ lộn á. Rồi cái anh bỏ vô thì nó đạp rồi, cái mình cũng bỏ luôn con máy đó luôn, mình không sử dụng đó. Ok, thì bây giờ đó, để cho trong đây ăn thêm một món nữa đi, cái mình cho ngoài kia, mình cho cá kia nó ăn ha. Mấy con máy bụng rất là to luôn, để lát mình tách mấy con trống ra để cái hồ này máy không luôn ha. Mấy con máy này là về là nuôi vài bữa là nó đẻ luôn á, có khi mình bỏ trong bọc thì nó đã đẻ rồi. Các bạn nhìn có thể nhìn kỹ á, thì cái tay B4 của nó rất là bự ha. Nuôi cá thích nhất khúc này nữa các bạn, cho nó ăn. Bỏ lên nền trắng thì nhìn nó vầy thôi, chứ bỏ lên nền đen thì nó rất là đẹp, đặc biệt là bỏ lên hồ kính. Cái dòng này á, thì nuôi hồ kính thì rất là đẹp. Còn dòng bên đây á, bên đây thì có mấy con à, cho nên ăn ít thôi. Đây, và bây giờ quay lại cái này, nó ăn hết rồi nè các bạn. Cái bầy này nó hơi đông nên nó phải cho nó ăn. Quá đã luôn ha. Đó, bầy này thì nó tầm 1,5 tháng ha, tầm 1,5 tháng tuổi à. Lên cái ghe này lên là ít có mít đầu lắm các bạn thấy không, lên đầu rất là đều, nãy giờ mình nhìn không thấy con nào mít đầu luôn á. Lớn rồi à, có con hay con cái này mà ghe nó xấu một tí là nó sẽ không có lên đầu ha. Đó, bầy này bị các con. Bầy này thì ít hơn, lát mình sẽ tách mấy cái con ra. Cái máy này nó ăn như heo vậy. Ở trong đây thì mình đang dọn rồi, không có cá nhiều ha. Này là Dumbo mua sắt hát luôn.
này là bị cá đá thì mình chơi thôi. Ok, hôm nay ăn miếng nữa là mình đi ha. Đó, mình sẽ lấy thêm trong đây. Đó các bạn, đây là bầy HP của mình ha. Bầy này thì size nó tương đối là lớn rồi. Nhìn vậy thôi chứ lên hồ là nó sẽ cái đuôi nó sẽ rất là bự. Ok, sẽ xuống đây cũng có một bầy nữa. Rất là khủng luôn. Đó, cái này mình sẽ bắt đầu mình tách ra. Hôm nay hết hồ mình bỏ chung tỉa vào. Thì nó ăn rất là đã ha. Bạn nhìn trên xuống là thấy biết cái tay lưng nó rất là bự rồi. Ở ngoài kia mình có một bầy tơ hơn nữa. Để mình ra ngoài cho nó ăn cho các bạn xem ha. Đây là full gone. Đây là hồ, mấy hồ này nó trống hết rồi. Đi, đi ra ngoài kia ha. À, đây là cái bầy Jack Panda của mình. Cho nó ăn bò bò này luôn. Ây da, trời ơi, ngoài đây nó, ngoài đây thấy mình cho ăn nó mừng quá trời mừng luôn các bạn, mừng khủng khiếp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ xuống cho nó ăn ha. Đây là bầy HP Retro mà say tơ các bạn, tầm tháng rưỡi bằng cái bầy coi ở trong à. Bầy này do ăn thoải mái luôn ha, nó ăn không bao giờ mà đủ hết á. Nuôi trong gì nó hơi ớt. Một vài hôm nữa có hồ mình sẽ tách ra. Rồi và video của mình đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ đăng ký kênh theo dõi mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Ngoài đây cháo quá, không khó thấy quá hả các bạn. Rồi, bye bye các bạn ơi.